làm test máy cuốn rơm của Nhật nha cả nhà. Cái này là máy cuốn rơm của Nhật nha. À, là anh khách là mua xe về cuốn rơm, nhưng mà máy cuốn rơm mình đã lỡ mua rồi. Và sẵn là em test cái máy cuốn rơm trả luôn để thử. Máy cuốn rơm của Nhật. Anh test xe để giao cho anh khách ở Bình Định. Các bác nào cần máy cuốn rơm của Nhật có thể liên hệ nha. Năng vừa năng cao thế. Mấy cuốn rơm của Nhật nha cả nhà. Rồi em bàn giao con xe Yamaha F395 cho anh khách ở tỉnh Bình Định. À, đi xe khách lên tới tận nơi nha. Anh về để cuốn rơm. À, sẵn đây em lấy máy cuốn rơm bãi của Nhật hay là em test xe ảnh luôn. Thì là máy cuốn rơm của Nhật các bác nào mà cần á. Về cuốn rơm thì con này siêu bền nha cả nhà. Máy cuốn rơm của Nhật là siêu bền luôn. Dài quá chỉ cái tay của nó chỉ nặng hơn đó, nặng hơn so với cái dính thôi. Đó, nhắm đầu thôi. Đang đi luôn. Coi hẹn. Chưa? Em đang test cho con xe Yamaha F395 nha cả nhà. Đó, test máy cuốn rơm cho anh khách Bình Định. Dưới lên để cái máy để dưới không cần mò sau đây đưa xe vô sớm quá. Bàn giao Yamaha F395 cho anh khách ở Bình Định. Rồi đón xe khách đi lên nha cả nhà. Đón xe khách đi lên nha. Bên em bàn giao nha cả nhà. Bàn giao xe cho anh khách tỉnh Bình Định. À, anh đón xe khách từ xa tới. Bây giờ là anh cho đi xe.
coi, canh coi, canh có đụng kính thì rồi em lên banh lên cho nó chạy. Rồi bên em thì xe về liên tục nha cả nhà. Anh các bác nào cần sửa bên nào thì cái dân máy liên hệ nha. Rồi. Xe còn loạt còn để trong kho nữa nha cả nhà.